chào Chúa, con chào Cha. Con thưa Cha, con là Du Xe Tưởng, con ở giáo xứ Phạm Pháo, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Thưa Cha, con được ơn Chúa là con nằm liệt 8 năm mà bố mẹ con phải may cho con 4 cái miếng gối kê hai vai hai mông, tại vì là con không nghiêng người được. Mỗi một lần mà hễ mà muốn nghiêng người là nó lên cơn giật. Thế là con cũng được ông cậu họ con cho con tấm ảnh lòng thương xót của Chúa và số điện thoại của Cha. Thì tháng 2 năm 2017 con cũng nhắn tin cho Cha. Thì con ơn con được Cha thương con là làm riêng cho con một lễ và cộng đoàn cầu riêng cho con một lễ. Thế là con đi lên giáo xứ Trung Ninh mà các gì ở dòng Mân Côi Trung Ninh, là bệnh xá Trung Ninh đấy, là các gì chữa cho con là con khỏe vợ. Thời gian sau con lấy được đến giáo điểm tin mừng này. Dạ, con cũng đi vào chỗ chị con trong này thì con đến để con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Bởi vì cũng được ơn Chúa thương cho con, là con cũng nghĩ là con chỉ cầu mong lòng thương xót Chúa là cho con ngồi, con tự con làm con ăn thôi. Bởi vì bố mẹ con năm nay là 75 tuổi rồi. Bố con thì phục vụ tiếng nói cho giáo xứ, rồi Cha Mikael. Rồi, đây Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đấng mà đã chữa lành cho con. Đáng lẽ là con nằm liệt giường liệt chiếu suốt 7 năm mà bây giờ con đã lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để làm chứng cho Chúa. Đấng đã chữa lành cho con, và đây là cái máy 370 giảm lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt nhiều mẹ đến với Chúa. Rồi, xin mời anh.